Xin chào cả nhà. Hôm nay em Hồng sẽ giới thiệu cho các bạn về các chị em về các sản phẩm xịt vệ sinh diệt lục nano bạc, về thành phần nè, công dụng nè, cũng như là cách sử dụng, dùng như thế nào nè để một cách chuẩn hơn nhé. Đây là cái lọ Hồng đang dùng nè, và đây là cái hộp, một hộp nguyên có tem rõ ràng, có mã vạch chép nhé. Về thành phần của cái xịt vệ sinh này thì nó có thành phần diệp lục nè, nano bạc, thành phần có chiết xuất từ lá trầu không, lá bàng, lô hội, và thành phần như là ginseng nè, hay là glycerin nè, có thành phần ethanol nè, và nhiều thành phần khác nữa. Đặc biệt là trong này có thành phần ginseng nè, cái này là khử mùi hôi nè, khóa mùi hôi rất là tốt, rất là hiệu quả. Về công dụng á, thì nó có công dụng thứ nhất á là làm sạch nè, nhẹ nhàng khử mùi hôi. Thứ hai là làm dịu da khi bị khô, khi bị khô hạn nè, đau rát, ngứa ngáy. Thứ ba là có một mùi hương rất là thơm và tự nhiên. Thành phần thứ tư đó là gì? Giảm sự ngăn ngừa, giảm nè sự phát triển của vi khuẩn nấm ngứa nè, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa nữa. Xét về cách dùng á thì rất là dễ dàng. Khi mà các bạn vệ sinh vùng kín sạch sẽ nè, rửa bằng nước sạch, nè, sau đó ta sử dụng trực tiếp nè. Ví dụ đây là vùng kín của mình nha, ta sử dụng trực tiếp như thế này nè, đó chưa tới 3 giây nè, không cần rửa bằng nước nha, để nó tự khô. Hồng dùng buổi sáng nè, buổi chiều, buổi trưa nè, buổi tối nè. Hy vọng là video này sẽ giúp cho các chị em hiểu rõ về cách dùng cũng như công dụng nè, cũng như là thành phần của cái xịt vệ sinh này nha. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau.